Thực sự là sau cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Hải Triều, cái nỗi niềm thương nhớ về một trải nghiệm mà anh Nguyễn Hải Triều mang đến, cũng như là anh Dũng Bùi với Nasset Chết mang đến, có lẽ rằng là cái nỗi nhớ hai anh này ngày càng được tăng thêm trong lòng của Thịnh Nguyễn. Và cái sự nhớ đấy thì có lẽ rằng là đấy, một trong những keyword mà mình học được và tớ cho rằng tất cả các anh chị ở đây đều có thể học được, đó là chúng ta tìm mọi cách để cho khách hàng người ta thương và nhớ chúng ta, đúng không ạ? Ở phần chia sẻ của anh Dũng Bùi thì cũng có một vài cái highlight mà tớ nghĩ rằng là cũng khá là thú vị. Thứ nhất đó là anh Dũng có chia sẻ rằng là TikTok đang dần trở thành một cái công cụ tìm kiếm ưa thích của Gen Z. Thứ hai nữa là gì, là Gen Z đang rất thích video ngắn trên các mạng xã hội, đúng không ạ? Và cái thứ ba nữa đó là app và super app cũng đang là một trong số những cái xu hướng tìm kiếm mua sắm của người tiêu dùng. Thì đấy là một trong số những cái mà nó cũng có liên quan mật thiết đến một cái chủ đề mà ban tổ chức giao cho cá nhân Tình Nguyễn ngày hôm nay, đó là về social marketing và mobile marketing. Thì báo cáo với các anh chị rằng là từ xưa đến nay thì đúng là phải nói là khoảng 5 năm, 6 năm nay thì là khi mà mình đi nói ở các sự kiện ấy, thì cái cơ hội được nói ở đấy thường thường là mình chưa bao giờ mình được nói về cái chủ đề như thế này. Bởi vì đây là một cái chủ đề mà giống như chúng ta vẫn thường nghe và thường nói, thường bàn luận với nhau, đó là gì? Biết rồi, khổ lắm nói mãi, bởi vì nó là những cái thứ mà nó rất là phổ biến, đúng không ạ? Social marketing có cái gì đặc biệt? Mobile marketing có gì đặc biệt? Cho nên ban tổ chức giao cho một cái chủ đề như thế này cực kỳ khó và cũng không biết nói như thế nào, thì xin phép mình sẽ chia sẻ theo cách, từ kinh nghiệm, từ trải nghiệm mình làm social, từ kinh nghiệm, trải nghiệm của mình trong cái việc mình support, hỗ trợ khách hàng ở landing page để họ làm marketing, để họ làm bán hàng, để họ tăng trưởng. Như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn rằng là nếu như mà quý vị và các bạn chưa từng làm social marketing thì quý vị và các bạn ngay sau buổi ngày hôm nay thì quý vị và các bạn sẽ phải làm. Nếu như quý vị đã và đang làm social marketing thì sau ngày hôm nay quý vị sẽ càng phải làm mạnh mẽ hơn. Lý do tại sao thì xin chia sẻ với quý vị một số cái chỉ số đầu tiên. Những cái chỉ số này thì có lẽ rằng là ở landing page chúng tôi chưa bao giờ công bố và cũng chưa bao giờ nói ra với bất cứ ai cả. Bởi vì đó là một chủ đề khó được ban tổ chức giao cho nên rằng mình phải tìm các keyword để giúp cho anh chị có thể dễ dàng thấu hiểu và nhớ đến cái phần trình bày này. Thì ngay sau đó thì mình có request đến bộ phận kỹ thuật của landing page để kiểm tra các số liệu mà khách hàng của landing page đã và đang sử dụng nền tảng landing page để bán hàng. Thì một cái số liệu mà đối với chúng tôi nó không ấn tượng gì cả, bởi vì là nó quá quen thuộc với chúng tôi hàng tháng rồi. Nhưng có lẽ là với rất nhiều người thì đây là một con số khá ấn tượng. Số lượng khách hàng sử dụng nền tảng landing page để tạo ra các trang đích, tạo ra các landing page để chạy quảng cáo và hiện tại đang đổ khách hàng vào những landing page đó đang duy trì ở mức là 500 triệu traffic mỗi tháng. Và một con số nó vô cùng khủng khiếp. Và cái này thì xin chia sẻ rằng là phải nhấn mạnh với quý vị rằng ở landing page không có chính sách lưu trữ dữ liệu khách hàng. Đây là những cái bộ đếm mà được hệ thống của landing page đếm cao lại, chứ không phải là lưu trữ khách hàng sau đó là đến lúc nào mình request lấy dữ liệu ra để lấy. Thì mỗi một tháng có khoảng hơn 11 triệu form submission vào các landing page bởi các doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn cầu. 11 triệu landing page, quý vị tưởng tượng đấy, khoảng 11 triệu người đang sử dụng mạng xã hội, đang sử dụng internet để mua sắm một cái gì đó, để mua sắm một cái gì đó, và đây là chỉ là một trong số những cái số liệu có liên quan thôi. Bỏ qua cái phần này thì nó là liên quan đến vấn đề về giới thiệu landing page thì bỏ qua. Thì phần này thì mình sẽ chia sẻ nhanh thôi, bốn cái vấn đề đó là phân biệt social marketing, rồi mobile marketing, chiến lược tiếp thị cho doanh nghiệp trên digital, xu hướng mới nhất trên social và trên mobile, rồi thì những cái practical tốt nhất, nói chung thì thế này nữa. Đó là cái mang tính chất là mục lục thôi, nhưng chắc chúng ta đi nhanh thôi. Đấy ạ, phân biệt cái này thì thôi, các anh chị tự phân biệt bởi vì nó quá dễ.
Social marketing nghĩa là chúng ta đang làm marketing trên các mạng xã hội, đúng không ạ? Chúng ta post bài trên Facebook cũng là một dạng marketing. Chúng ta làm video trên TikTok cũng là một dạng marketing. Chúng ta sử dụng Instagram, chúng ta sử dụng YouTube, nó cũng là một dạng marketing. Để cơ bản, đó là chúng ta làm marketing trên các mạng xã hội. Vậy thì còn mobile marketing nó là cái gì? Thì nếu như các anh chị để ý cái phần chia sẻ của anh Dũng Bùi ấy, thì anh Dũng Bùi có nhấn mạnh đến câu chuyện về mobile app, về super app ấy. Thực ra đây là một cái bộ môn khá là khó. Nói đến mobile marketing thì nó cũng là một bộ môn khá là khó. Ví dụ chúng ta nói, chúng ta gửi SMS marketing nó có phải là mobile marketing hay không? Chúng ta làm chatbot này, nó có phải là dạng mobile marketing hay không? Hay đấy là một dạng tiếp cận khách hàng ở trên nền tảng mobile? Đấy, thế nên là cái việc mà chúng ta phân biệt ấy, thì nó tùy vào thế giới quan, tùy vào cái trải nghiệm, tùy vào cái kinh nghiệm, kiến thức của mỗi một người mà họ sẽ có những cái phương pháp phân biệt khác nhau. Thì chúng ta về cơ sở chúng ta có phương pháp luận thôi, đúng không ạ? Chúng ta marketing trên các nền tảng khác nhau đấy, và mobile marketing nó cũng bao trùm cả social marketing nữa đó. Đấy là để nói chi tiết hơn, để quý vị có thể dễ dàng hình dung hơn, nay nó chính xác hơn để trả lời cho câu hỏi, đó là quý vị phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động social marketing, đẩy mạnh các hoạt động về mobile marketing. Có lẽ rằng là tôi sẽ chỉ chứng minh bằng những con số thôi. Thì đây là những cái con số mà chúng tôi visualize nó dựa trên những con số thô mà phía nền tảng LinkedIn cung cấp. Thì như quý vị có thể thấy rằng là tổng số lượng traffic page view là hiện tại ở trong tháng 6 năm 2023 ấy, LinkedIn ghi nhận khoảng 500 triệu. Thì trong số 500 triệu traffic đấy thì trên mobile chiếm khoảng, các bạn ấy lại không đưa khoảng phần trăm nào. Nó khoảng 470 triệu traffic đến từ mobile. 470 triệu traffic đến từ mobile. Desktop thì khá là ít, tablet cũng vậy. Trên mạng xã hội thì tổng traffic hiện tại ghi nhận là 124 triệu traffic đến các landing page thông qua Facebook. Thông qua TikTok đó là 67 triệu, và thông qua kênh Google đó là 43 triệu. Đấy là traffic để quý vị có thể thấy rằng là mobile đang chiếm số đông traffic. Trên mạng xã hội thì Facebook, TikTok và Google, thì Facebook, TikTok đang là hai nền tảng đang loay nhiều traffic đến với lại là các landing page cho các doanh nghiệp nhé. Về form submit nghĩa là người dùng người ta muốn mua sắm một cái gì đó, người dùng người ta muốn liên hệ, muốn làm việc với doanh nghiệp hay muốn yêu cầu tư vấn, nói tóm lại nó là một conversion. Thì thưa quý vị và các bạn, hiện tại giờ là số lượng conversion chủ yếu đến từ Facebook. Thì cái kênh này là kênh truyền thống của anh em mình rồi. Nhất là anh em mà làm social ấy, thì Facebook nó là một cái kênh gọi là kiểu dạng như là người bạn đồng hành lâu năm của chúng ta ấy. Người yêu, người thương, người nhớ, người vợ của mình đối với lại câu chuyện marketing trên mạng xã hội, đúng không ạ? Chẳng qua bây giờ gần đây nó phát hiện thêm cái thằng TikTok thì có là có thêm TikTok nữa thôi, đúng không ạ? Có thêm người vợ lẽ nữa. Thì câu chuyện là gì? Số lượng chuyển đổi đến từ nền tảng Facebook nó chiếm 7 triệu, đâu đó nó chiếm trên gần 60% tổng số lượng chuyển đổi. Đó, thì đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy không ạ? Cái câu chuyện là chúng ta có nên hay không nên ấy, thì có lẽ số liệu nó giải quyết được. Số liệu đã chứng minh cho quý vị thấy rồi, đó là câu trả lời cho quý vị thấy rồi, đúng không ạ? Hơn 7 triệu lượt chuyển đổi đến từ Facebook, hơn 470 triệu traffic đến từ mobile. Để nó giải quyết cho các anh chị bài toán là có làm mobile marketing hay không, có làm social marketing hay không, được chưa? Vậy thì chiến lược đó là cái gì? Ok, rồi mấy cái này lý thuyết nó chỉ là mang tính chất lý thuyết thôi. Cơ sở phương pháp luận thì lúc nãy anh Triều nói rất nhiều rồi, anh Dũng Bùi nói rất nhiều rồi. Thì thưa quý vị và các bạn rằng là chúng ta nói về Facebook đi. Trên Facebook thì chúng ta làm rất nhiều thứ. Có lẽ rằng ai ai cũng đang sử dụng Facebook, ai ai cũng đang nghĩ rằng sử dụng Facebook để làm marketing, ai ai cũng đang nghĩ rằng sử dụng Facebook để làm bán hàng, đúng không ạ? Để phát triển doanh nghiệp, để làm thương hiệu cá nhân. Nhưng những cái câu hỏi là làm thế nào để tận dụng được tối đa nhất có thể cái lợi ích mà nền tảng đó mang lại cho mỗi con người chúng ta ấy, thì nó lại là có những câu trả lời khác nhau. Chúng ta đều có quỹ thời gian giống nhau 24 giờ một ngày. Chúng ta đều có thời gian sử dụng trên nền tảng Facebook cũng tương tự như nhau. Chúng ta cũng có thể dùng và dành đến 3-4 tiếng trên nền tảng Facebook mỗi ngày, đúng không ạ? Chúng ta cũng có những người bạn giống nhau, chúng ta có phương pháp sử dụng nền tảng Facebook giống nhau. Câu hỏi đặt ra đó là vậy chúng ta khác biệt gì với những thương hiệu đối thủ cạnh tranh? Chúng ta có sự khác biệt gì đối với lại là những người khác trên nền tảng?
là chúng ta phải tạo ra sự khác biệt thưa quý vị anh chị. Chúng ta không thể thao thao bất tuyệt rằng ngày nào chúng ta cũng lên Facebook chúng ta nói về sản phẩm chúng ta được. Chúng ta không thể nói rằng là lúc nào chúng ta cũng lên Facebook chúng ta kêu gọi hành động đó là mua hàng của tôi đi. Bởi vì đấy là sự nhàm chán và nó không tạo ra được những cái trải nghiệm gây thương nhớ như anh Triều nói. Và anh Triều có nhắc đến một keyword đó là innovation, đó là đổi mới. Nghĩa là chúng ta đổi mới cách chúng ta sử dụng các nền tảng. Nghĩa là chúng ta đổi mới cách của chúng ta tương tác với lại là khách hàng của mình. Chúng ta đổi mới cách mà chúng ta đang kết nối với bạn bè của mình trên các nền tảng đó. Lúc nãy anh Dũng lại nói đến một cái keyword đó là liên quan đến short video, tức là video ngắn. Thực tế có rất nhiều thương hiệu họ đã rất thành công với lại Facebook Reel. Có rất nhiều thương hiệu thành công với lại là TikTok. Vấn đề là tại sao họ cũng giống như chúng ta? Đúng không ạ? Sản phẩm chẳng có gì khác biệt cả. Thương hiệu thậm chí rằng là ít tuổi đời hơn chúng ta. Tại sao họ lại thành công hơn chúng ta? Một điều duy nhất mà nó có thể minh chứng được điều đó, đó là họ luôn luôn tạo ra sự khác biệt với đám đông. Nghĩa là trên Facebook Reel, họ không thể thao thao bất tuyệt lúc nào họ không nói về câu chuyện một câu chuyện mãi được. Đúng không ạ? Họ không thể lúc nào nói một câu chuyện rằng là à biết rồi, khổ lắm nói mãi. Bởi vì có một điều đặc thù trên nền tảng Facebook mà tôi xin nhấn mạnh cái nền tảng này, TikTok thì quá nhiều người nói. Bởi vì TikTok nó là cái cơ chế phân phối, nó là quá easy. Tức là nó tự động nó chạy, và chúng ta chỉ có một cái thao tác duy nhất đó là vote. Nhưng riêng trên nền tảng Facebook ấy, thì chúng ta muốn xem được video Facebook Reel hay là video thì chúng ta phải có hành động đó là bấm vào để xem. Đúng không ạ? Nó không có tự động để nó play cho anh chị. Cho nên làm thế nào để mà có thể thu hút được những người trên nền tảng Facebook xem những video của chúng ta? Đúng không ạ? Đấy mới là câu hỏi chúng ta cần phải đi tìm câu trả lời. Vậy thì một trong số những câu trả lời mà tôi cho rằng là với tôi khi tôi đi làm việc với lại là những người chuyên gia về nền tảng Facebook ấy, thì tôi thấy thuyết phục nhất đó là tạo ra sự khác biệt với đám đông. Tạo ra sự khác biệt với đám đông nghĩa là gì ạ? Phải luôn luôn đổi mới nội dung. Bởi vì mọi người chỉ bị ấn tượng trên nền tảng nào đó với một cái sản phẩm, với một thông điệp nào đó chỉ trong vòng 3 giây đầu tiên thôi. Làm thế nào để thu hút được họ trong vòng 3 giây đầu tiên, đấy là cái điều quan trọng. Đúng không ạ? Nên để mà làm được những cái chiến lược, những cái chiến thuật trong digital marketing hay trong social marketing thì có rất nhiều cách. Nhưng tôi muốn thông qua cái cách mà tôi chia sẻ với quý anh chị ở đây để các anh chị hiểu rằng rõ ràng các anh chị phải làm, rõ ràng các anh chị bắt buộc phải làm, rõ ràng các anh chị không thể nào nằm ngoài cuộc chơi của nền tảng mạng xã hội được. Chỉ có điều chúng ta tiếp cận và chúng ta làm nhanh thôi. Chúng ta tiếp cận và chúng ta làm theo cách đổi mới mà thôi. Chúng ta tạo ra sự khác biệt. Đúng không ạ? Cũng là một cái cơ sở lý thuyết thôi. Trong digital marketing chúng ta nói đến câu chuyện về funnel. Đúng không ạ? Chúng ta nói câu chuyện về phễu. Tức là chúng ta phải đưa khách hàng theo một cái hành trình khách hàng cụ thể nào đó. Tức là chúng ta phải xác định được là cái hành trình khách hàng của chúng ta ấy nó có bao nhiêu điểm chạm. Và ở mỗi một điểm chạm đấy ấy, thì nó sẽ được phục vụ bởi một thông điệp nào. Tiếp cận họ bởi một thông điệp nào. Và đưa họ đến một cái điểm chạm nào và điểm chạm đấy nó có những cái kết quả nào mà chúng ta cần họ phải làm. Nghĩa là chúng ta phải có phương pháp đó. Chúng ta muốn làm marketing tốt thì chúng ta phải rõ được chân dung khách hàng. Chúng ta phải rõ được hành trình khách hàng. Chúng ta muốn đưa họ đến với doanh nghiệp chúng ta thì chúng ta phải biết từ nhà của họ đến doanh nghiệp chúng ta trải qua bao nhiêu con đường. Trải qua bao nhiêu cái điểm chạm, trải qua bao nhiêu cái rào cản, bao nhiêu khó khăn. Đó là mindset của một người làm marketing chuyên nghiệp. Đó, chứ không phải chúng ta nhảy thẳng chúng ta làm luôn đâu. Đúng không ạ? Đây là một cái ví dụ về hành trình khách hàng đấy. Các bạn ấy đưa ra rằng là từ awareness đến search, discover rồi thì liên quan đến purchase, experience, support thì nó chẳng khác gì so với những gì anh Triều hay là anh Dũng anh ấy vừa chia sẻ với các anh chị cả. Đó. Xu hướng mới nhất. Rồi. Có mấy cái xu hướng như sau. Thực ra mình thì mình đưa ra ba cái xu hướng này, nhưng quan điểm của mình ấy thì mình cứ tập trung vào hai xu hướng, đó là AI và social commerce. Hai xu hướng này có lẽ rằng là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta không nên gọi nó là xu hướng nữa, mà nó là những cái yếu tố, nó là những cái công việc mà chúng ta phải làm, mà chúng ta phải học, mà chúng ta phải ứng dụng nó đó. Đó, nói đến AI thì có lẽ rằng là mọi người buổi sáng nay khi tôi ngồi cũng ngồi ở khán phòng bên kia, mọi người cũng bàn luận về AI, về ChatGPT, thấy khá là hay, khá là thú vị.
cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta ứng dụng nó vào công việc chúng ta như thế nào mà thôi. Đó. Còn công nghệ nó được sinh ra để phục vụ chính con người chúng ta mà. Chúng ta có sử dụng nó như thế nào, ứng dụng nó ra sao, đấy là câu chuyện của chúng ta. Đúng không ạ? Social commerce. Nếu như quý vị là fan của Haravan, quý vị là fan của những cái thương hiệu, những cái doanh nghiệp, những cái công ty mà họ làm về commercial ấy, thì quý vị có lẽ rằng là cái từ khóa này là nói quá nhiều. Nhưng để mà đạt đến cái đỉnh gọi là đỉnh social commerce ấy, thì ở Việt Nam mình chưa có. Social commerce nghĩa là chúng ta sử dụng một nền tảng, chúng ta mua sắm và toàn bộ hoàn tất toàn bộ cái quá trình mua sắm đấy trên một nền tảng duy nhất thôi. Ví dụ như trong tương lai chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng và sự phát triển của Facebook là nghĩa là chúng ta chat với thương hiệu, chúng ta mua sắm với thương hiệu và chúng ta trả tiền qua Facebook, và Facebook nó cũng có những cái cơ chế logistics liên quan trực tiếp đến tảng đó luôn. Thì lúc đấy nó toàn bộ đấy là một hành trình social commerce hoàn chỉnh và chúng ta có quyền kỳ vọng vào điều đó. Chúng ta có quyền. Vậy thì để đón được những kỳ vọng đấy, để đón được những cái gọi là những cái công nghệ trong tương lai như vậy để giúp chúng ta giải quyết cái bài toán bán hàng một cách nhanh chóng ấy, chúng ta đưa đến những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người tiêu dùng của chúng ta ấy, thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Vậy chuẩn bị nghĩa là chuẩn bị cái gì? Chúng ta cần phải có những cái profile trên nền tảng mạng xã hội đủ tốt, đủ authentic để giữ chân, để thu thập, để đưa người dùng về một channel trước, về một kênh trước. Và một trong số những cái mà tôi cho rằng là vô cùng quan trọng nữa, một trong số những cái là tức là chúng ta mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để chúng ta xây dựng chân dung của mình, xây dựng profile của mình trên mạng xã hội. Nhưng đến một ngày đẹp trời nào đó mạng xã hội chúng ta tự nhiên nó khóa chúng ta, tự nhiên nó xóa toàn bộ dữ liệu chúng ta làm gì? Cho nên một trong số những cái điều vô cùng quan trọng khi các anh chị làm về social marketing ấy, đó là bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi thủ đoạn, các anh chị phải đưa tất cả những người follower của mình, fan hâm mộ của mình, đưa tất cả những người bạn bè của mình về một nơi duy nhất. Phải chuyển đổi họ từ Facebook UID, phải chuyển đổi họ thành email, chuyển đổi họ thành một cái chân dung, một cái unified data. Để làm gì? Như anh Chiêu nói, chúng ta có unified data để chúng ta sẽ tạo ra được những cái trải nghiệm thông qua cross channel, tức là thông qua các kênh, đa kênh. Nghĩa là chúng ta tìm mọi cách nhé, tìm mọi thủ đoạn nhé, sử dụng mọi cách thức nhé, để chúng ta chuyển đổi họ sang một nền tảng mà ở đó biến họ trở thành tài sản của chính chúng ta. Đó là cách thông minh nhất, hiệu quả nhất, an toàn nhất. Nên làm như vậy thưa quý vị. Rồi một vài cái ví dụ liên quan đến câu chuyện về, nói một vài cái liên quan đến case study thôi, để quý vị cũng hình dung ra được là cái việc mà người ta sử dụng social như thế nào. Cái này thì anh Dũng Bùi anh ấy vừa chia sẻ quá nhiều rồi. Thế là gì? Câu chuyện là mà chúng ta phải biết tận dụng, chúng ta phải biết khai thác, chúng ta phải biết sử dụng những cái KOC, KOL trên nền tảng các nền tảng mạng xã hội để họ là cánh tay nối dài cho thương hiệu chúng ta, để họ là những người mang thông điệp chúng ta đến với nhiều người tiêu dùng hơn. Thế còn khi mà người ta đã mang đến rồi ấy, thì câu chuyện là gì, người tiêu dùng có đến với chúng ta hay không ấy, nó còn phụ thuộc vào sản phẩm, phụ thuộc vào dịch vụ, phụ thuộc vào cái nhu cầu của họ. Hãy nhớ, trong các bức tranh liên quan đến chân dung khách hàng có một từ khóa mà quý vị nên tìm kiếm, nên tìm hiểu, nó được gọi là tháp nhu cầu. Nó sẽ có những người nó đang nằm trong tháp nhu cầu, nhưng có những người lại đang muốn rời khỏi tháp nhu cầu. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Là phải tìm đến những người ở trong tháp nhu cầu đấy và giữ chân lại những người đang muốn rời khỏi tháp nhu cầu. Cuối cùng chúng ta vẫn đi đến bản ngã, chúng ta vẫn đi đến câu chuyện về chấp niệm, chúng ta vẫn đi đến câu chuyện về chân dung khách hàng. Đúng không ạ? Làm mọi thứ, những cái gì chúng ta thấy ở trên mạng xã hội nó là content, những cái gì chúng ta làm nó là content, những người ta đang viết, đang làm, chúng ta đang nói, đó là những cái gì chúng ta đang muốn tìm kiếm đến những người có cùng suy nghĩ và sự đồng cảm với mình. Khách hàng chính là những người như vậy. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, bởi vì một chủ đề khá khó mà ban tổ chức giao cho. Và cũng chỉ mong muốn rằng là cũng chia sẻ cho anh chị một vài keyword là như vậy. Và hy vọng rằng là đến cái phần Q&A thì sẽ có thêm cái cơ hội để trả lời cho quý vị những câu hỏi đặc biệt liên quan đến tech. Bởi vì thưa quý vị, tech nó là cái thế mạnh của mình, chứ nó không phải nói những cái chủ đề nó mà các anh chị có thể nghĩ rằng biết rồi của lắm nói mãi. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi chiều tuyệt vời ạ.